cái dạng toán kế tiếp mà thầy hướng dẫn em đấy là dùng cái kỹ thuật lũy thừa hai vế để rút gọn cái biểu thức chứa căn nhá. Chúng ta đi qua phần lý thuyết này. Lũy thừa hai vế nghĩa là sao? Nghĩa là người ta cho ta một cái biểu thức chứa căn. Căn thì có thể căn bậc 2, căn bậc 3, căn bậc 4, căn bậc 5 vân vân. Nhưng trên thực tế thì cũng chỉ thường dừng lại ở căn bậc gì? 2 và căn bậc 3 thôi. Các căn bậc cao hơn là cũng ít khi xuất hiện, và nếu có thì cái nguyên tắc cũng giống như với căn bậc 2, căn bậc 3 nhé. Nên ở đây thì sẽ chỉ nói đến căn bậc 2 và căn bậc 3 thôi. À, tức là người ta cho ta này, đầu bài cho ta này, một cái biểu thức A nào đó bằng căn bậc 2 của mà. Thì ở cái kỹ thuật trước là cái kỹ thuật dùng hàng đẳng thức ấy, thì chúng ta sẽ đưa căn bậc 2 của M về bình phương của một biểu thức, phải không? Nhưng mà đôi khi chúng ta lại gặp tình huống là không thể dùng hàng đẳng thức được. Cái biểu thức M này thêm ra bớt vào kiểu gì cũng không thể nào mà ra được gì A cộng B tất cả bình, hoặc A trừ B tất cả bình được. Không đưa về nó được. Thế thì lúc đó chúng ta sẽ bình phương hai vế. Đấy, thì giải pháp của chúng ta là sẽ có A bình phương sẽ bằng gì? M. A bình phương sẽ bằng, mục đích của chúng ta là trả lời cho câu hỏi A bằng bao nhiêu nhé. Thì chúng ta bình phương hai vế lên thì có phải A bình phương bằng M. A bình phương bằng M thì từ đây chúng ta sẽ tìm được A. Em ghi tóm tắt như vậy thôi. Ta sẽ tìm được A. Đi vào ví dụ cụ thể thì ta sẽ hiểu rõ hơn. Tương tự như vậy, trong trường hợp thứ hai, người ta cho ta biểu thức A bằng căn bậc 3 của M. Thêm ra bớt vào kiểu gì nó cũng không thể ra được cái hằng thức là A trừ B hoặc là A cộng B tất cả mũ 3 được. Không làm được cái chuyện đó. Thế thì ta lại giải pháp của chúng ta là mũ 3 hai vế lên. À, A mũ 3 sẽ bằng M. Và từ A mũ 3 bằng M thì chúng ta sẽ đi tìm được A. Thì chú đơn giản vậy thôi. Bây giờ ta đi vào phần số 2. Xem cái ví dụ minh họa nó sẽ rõ ràng hơn. Đó, ví dụ minh họa này. Ví dụ số 1. Ta phải chứng minh rằng biểu thức B nó bằng căn bậc 3 của 1 1 cộng với căn bậc 2 của 84 phần 9 cộng với căn bậc 3 của 1 trừ căn bậc 2 của 84 phần 9. Cho B bằng cái này. Và hãy chứng minh rằng B là số nguyên. Nhá, B là số nguyên. Cái câu chuyện chứng minh B là số nguyên thì chẳng qua cũng chỉ là gì thôi, cách nói khác và hãy rút gọn B thôi. Nhưng rút gọn kiểu gì giờ? Đấy, rút gọn kiểu gì giờ? Đây có cái căn bậc 3 này. Ở cái cụm bên trong này, nhiều người cái giải pháp đầu tiên mà các em sẽ nghĩ đến là gì? Thêm ra bớt vào, bố trí lại, viết lại như thế nào đó để cho 1 cộng căn bậc 2 của 84 phần 9 nó về một cái hằng thức A cộng hoặc là A trừ B tất cả mũ 3. Và tương tự như vậy cái cụm bên trong này. Nhưng cứ thử làm đi, em sẽ thấy bố trí kiểu gì cũng không được. Khó lắm. Thì chúng ta có giải pháp khác là gì? B mũ 3 là phương hai vế lên. B mũ 3 thì sẽ bằng, đây là đây 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 thể nói thêm với các em về cái nguồn gốc của cái câu này nhá. Câu này chính là cái đề thi chuyên toán vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2006. Đấy, thể lấy từ cái đề chuyên toán của Đại học Quốc gia Hà Nội nhá. Cho em biết nguồn gốc. Rồi, ta trở về với cái lời giải của bài này. Bây giờ chúng ta mũ 3 hai vế lên. Thì mũ 3 hai vế thì đây, rất dễ dàng. A cộng với B, ta quan niệm cả cụm này như B đi. Tất cả mũ 3 thì bằng A mũ 3 tức là cái này mà mũ 3 lên thì sẽ còn 1 cộng căn bậc 2 của 84 phần 9 cộng với B mũ 3 tức là cộng với 1 trừ căn bậc 2 của 84 phần 9, đúng không? Đấy. Cộng với 3A bình B cộng với 3AB bình, hay là cũng có thể cộng với 3 nhân với viết cho nó gọn gàng thì
nó sẽ thành là căn bậc 3 của 1 cộng 84 phần 9, căn bậc 2 của 84 phần 9 nhé. Đấy, nhân với 1 trừ căn bậc 2 của 84 phần 9. Đúng chưa? Đấy, nhân với căn bậc 3 của 1 cộng 84 phần 9 cộng với căn bậc 2 của 1 trừ căn bậc 2 của 84 phần 9. Đây chúng có căn bậc 2 nữa đây này. Tức là A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng với 3A nhân B nhân với A cộng B. Đấy, cái hàm đẳng thức này này. A cộng B tất cả mũ 3 thì bằng gì? A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng với 3AB nhân với A cộng B. Nhá, dùng thế này. Thì cũng có thể viết nó dàn trải thành gì? A mũ 3 cộng với 3A bình B cộng 3AB bình cộng với B mũ 3. Viết vậy cũng được, hoặc viết ở cái dạng này cũng được. Thì chúng ta tập viết với cái dạng này cho nó khó. Và tại sao trong trường hợp này thầy lại chọn viết cái dạng này là bởi vì này. À, em để ý có hai cái này nó giống nhau. Bên trong lại xuất hiện cái hàm đẳng thức hay hay ở cái chỗ này. A cộng B nhân A trừ B, và chúng ta nghĩ đến khả năng có thể để rút gọn nó được. Cho thầy nhé. Thế thì B mũ 3 tiếp tục được rút gọn thành hai cái này nó hết đi thầy, thì 1 cộng 1 là 2. A cộng B nha trừ B thì thầy cộng với 3 nhân với căn bậc 3 của 1 bình trừ đi 8 căn 84 phần 9 tức là bình thì còn lại 84 phần 9, tất cả bình thì chính là 84 phần 81. Và 84 phần 81 là rút gọn được cái chứ nhỉ, đúng không? Cùng chia cho mấy? Cho 3. Tám mươi bốn, thầy đang hơi 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 rối một chút. 84 chia cho 3, thi thoảng đầu óc nó có vấn đề. À, được 2, 2, 3 là 6, 24, 24, 24 mà chia cho 3 được 8, có đúng không nhỉ? À, 28 phần 27, có phải vậy không em? À, 84 phần 81 thì 84 thì có thể chia 84 chia cho 3, 8 chia cho 3 được 2, 2 x 3 là 6, 8 trừ 6 còn 2, hạ 4 xuống 24 thì 28, 28 phần 27 đúng không nhỉ? Rồi, thế là 1 trừ đi 28 phần 27 đúng không? Nhân với cái cụm này chúng ta tạm thời giữ nguyên căn bậc 2 của, hoặc là chúng ta thấy là cái cả cái cụm này về bản chất đây thể thiếu cái căn bậc 3. Về bản chất nó chính là gì? Chính là B. Đấy, về bản chất nó chính là B, cho thầy tính nhé. Có cái bảng đã. Rồi. Nếu thế thì mình sẽ lập bằng 2 nhân với để ý này. 21 trừ đi 28 phần 27 thì còn lại là trừ 1 phần 27. Căn bậc 2 của 1 phần 27 chính là 1 phần 9. Đấy, chỗ này trừ đi 3 nhân với 1 phần 3 đúng không? 1 trên 27 đúng rồi, 1 phần 27 thì căn bậc 3 của nó đúng là 1 phần 3. 33 là 9, 39, 27. Chuẩn chưa? Đấy, nếu thầy có tính chuẩn thì em kiểm tra lại giúp thầy nhé. Bằng 3 nhân 1 phần 3 là 1. Vậy là nó thành gì? 2 trừ đi mấy? Trừ đi B. Nó là 2 trừ B. Như vậy chúng ta có suy ra là B mũ 3 thì bằng 2 trừ đi B, hay tương đương với B mũ 3 cộng với B trừ đi 2 thì bằng 0. Giải phương trình này để tìm B. Phương trình này rất dễ nhẩm ra được mà. Nó có một nghiệm là mấy? Một nghiệm là 1 này, B bằng 1 này. 1 cộng với 1 trừ đi 2 bằng 0. Thế thì chúng ta lại tương đương với này. Thêm bớt đi. B mũ 3 trừ đi B bình cộng với B bình
để xuất hiện cái nhân tử chung là b trừ 1 mà. Đấy. Trừ đi 2b, à trừ đi b chứ. Trừ đi b cộng với 2b trừ đi 2 bằng 0, hoặc là em lấy b mũ 3 cộng b trừ đi 2 mà chia cho b trừ 1 nhé. Đấy, thì tương đương với hai cái này gộp lại đặt b bình ra ngoài trong còn b trừ 1 cộng với hai cái này gộp lại đặt b ra ngoài trong còn b trừ 1, hai cái này gộp lại đặt hai ra ngoài trong còn b trừ 1 bằng 0. Thế tương đương với đặt nhân tử chung là b trừ 1 ra ngoài thì bên trong còn b bình cộng b cộng 2 bằng 0. Được chưa? Đấy. Chờ thầy xóa cái bảng đã. Đến đây thì chúng ta chia làm hai trường hợp. Trường hợp 1 là b trừ 1 bằng 0 thì tương đương với b bằng mấy? B bằng 1. Trường hợp thứ hai chúng ta đánh dấu đây là một sao, đây là b bình cộng b cộng 2 bằng 0. Được chưa? B bình cộng b cộng 2 bằng 0. Thế thì tương đương với gì? B bình cộng với 2 nhân với b và nhân với 1 phần 2 cộng với 1 phần 2 tất cả bình thành 1 phần 4 cộng với 7 phần 4. 1 phần 4 cộng 7 phần 4 nó chính bằng 2 mà. Ở đây chúng ta thực hiện động tác tách thì nó bằng 0. Đấy, tương đương với gì? B cộng 1 phần 2 tất cả bình cộng với 7 phần 4 bằng 0. Ừ. B cộng với 1 phần 2 tất cả bình thì đã lớn hơn bằng 0 với mọi b rồi. Cho nên b cộng 1 phần 2 tất cả bình mà lại còn cộng với 7 phần 4 thì hiển nhiên là nó lớn hơn 0. Nhá. Nên là phương trình này vô nghiệm. Vô nghiệm. Đây là điều hai sao. Vậy thì từ sao và hai sao ở hai trường hợp này thì chúng ta chỉ thu được một nghiệm duy nhất là b bằng mấy thôi? B bằng 1 thôi. Thì suy ra b bằng 1 thì b là số gì? B là số nguyên. Họ bảo ta chứng minh là số nguyên thì chẳng qua là ta đi rút gọn. Được chưa? Cho thêm một chút thì số bảng đã nhá. Ta đi tiếp vào. Vừa giờ mới là cái ví dụ số mấy thôi? Mới là cái ví dụ số 1 thôi à? Bây giờ tao tiếp tục cái ví dụ số 2 nhá. Xóa đã nha. Được chưa? Nó vẫn hơi lóa đúng không? Đấy, thầy xóa cho nó kỹ hơn. Rồi, ta cùng nhau đi vào cái ví dụ số 2 nè. Ví dụ số 2. Đâu rồi? À đây, phải đây. Hãy chứng minh rằng x bằng căn bậc 3 của a cộng với a cộng 1 trên 3 nhân với căn bậc 2 của 8a trừ 1 trên 3. Đấy. Cộng với căn bậc 3 của a cộng với đấy, trừ 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 trong trường hợp này sang biến này nó chỉ khác thôi. Mỗi thay cái này bằng dấu trừ thôi. Trên 3 nhân với căn bậc 2 của 8 a trừ 1 trên 3 với điều kiện a lớn hơn hoặc bằng 1 phần 8. Đấy, chính là cái điều kiện để cho cái biểu thức này nó có nghĩa thôi, là số tự nhiên. À, chứng minh rằng nó là số tự nhiên. Thế còn có thấy không? Nhìn cái biểu thức loằng ngoằng như thế này mà chúng ta nghĩ đến thẳng đẳng thức thì cũng hơi mệt đấy. Cái cụm bên trong căn bậc 3 này này, cái chỗ này hoặc chỗ này thêm đào bớt vào hay bố trí như nào để cho nó ra cái thẳng thức a cộng b mũ 3 hoặc a trừ b mũ 3 bây giờ quá khó. Thế thì
chúng ta nghĩ đến cái giải pháp là mũ 3 2 vế. Thế thì chúng ta sẽ được x xì mũ 3 sẽ bằng, dùng cái đặc đẳng thức là A cộng B. Con điện cả cái này là A, cả cái này là B. Tất cả mũ 3 thì bằng gì? A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng với 3AB nhân với A cộng B. Nhá, viết kiểu dạng này để cho nó tiện cho cái việc mà A mũ 3 và B mũ 3 để chúng ta vứt cái căn đi thôi. Đấy, được chưa? Có thể viết bằng đẳng thức dưới dạng này. Thì A này, cả cái này và mũ 3 lên thì nó mất căn đi. A cộng với A cộng 1 trên 3 nhân với căn bậc 2 của 8 A trừ 1 trên 3 A, đây chính là A mũ 3 cộng với B mũ 3, tức là cộng với A trừ đi A cộng 1 chia cho 3 nhân với căn bậc 2 của 8 A trừ 1 trên 3 8 A trừ 1 trên 3 đấy là A mũ 3 cộng với B mũ 3 cộng với 3 AB, tức 3 nhân với căn bậc 3 của A cộng với A cộng 1 trên 3 nhân với căn bậc 2 của 8 A trừ 1 trên 3. Đây là A này nhân với B này, chúng ta đưa nó vào cùng một căn luôn. A trên 3 nhân với căn bậc 2 của 8 A trừ 1 trên 3. Bảng hết chỗ thì viết nhân với, đây là 3 AB nhân với mở ngoặc A cộng B, tức là căn bậc 3 của A cộng với A cộng 1 trên 3 nhân với căn bậc 2 của 8 A trừ 1 trên 3 cộng với căn bậc 3 của, tức là cộng với B đấy, A cộng với A trừ đi chứ nhỉ, trừ 1 trên 3 trừ đi A cộng 1 trên 3 nhân với căn bậc 2 của 8 A trừ 1 trên 3. Được chưa? Thì mình rút gọn ngay hai cái cụm này hết đi, thì cái dòng trên này sẽ được A cộng A là 2A. Vậy x mũ 3 sẽ bằng gì? 2A. Được chưa? Cái phía dưới mình lại rút gọn tiếp thì nó thành cộng với 3 nhân với căn bậc 3 của gì? Cái này mà rút gọn thì A với A thành A bình. A cộng B nhân với A trừ B thì thành A bình trừ B bình, tức là trừ đi A cộng 1 trên 3 tất cả bình phương nhân với 8 A trừ 1 trên 3 bình phương. Đấy, thì bình phương lên thì mất cái căn đây thôi. 8 A trừ 1 chia 3. Thế còn cả cái cụm này thì sao? Cả cái phần còn lại thì sao? À, chúng ta để ý một chút. Thế bản chất cả cái phần còn lại trong ngoặc này chính là x. Thì chúng ta tạm thời cứ giữ nguyên x mũ 3 sẽ bằng cái này. Rồi sau đó x mũ 3 sẽ bằng 2A cộng với cái phần này này. Thì nếu mà là trong bài thi ấy, em cũng không cần thiết phải trình bày hết cái việc rút gọn cái cụm này đâu. Em có thể rút gọn ra nháp. Nhá. Đấy, chúng ta trong bài thi nếu mà khi làm bài chúng ta cắt bớt cái phần trình bày các cái phép toán cộng trừ nhân chia đi. Nhiều quá cũng không để làm gì cả, nó rút làm cho bài toán nó trở nên dài dòng. Thì em nhân bung cái này ra và em co gọn nó lại thôi. Đấy, sau khi co gọn nó lại thì sẽ được kết quả là bằng 1 trừ 2A rồi nhân với x. Được chưa? Cả cái cụm này nó sẽ thành 1 trừ 2A tất cả mũ 3. Đấy, căn bậc 3 của sau khi rút gọn tiếp nhé. Đấy, được chưa? Thì nó sẽ ra x mũ 3 cộng 2A cả cái cụm này. Đấy. Các bạn có thể cho nó tiện đấy, thì bên trong em thấy xuất hiện là A bình phương cái này lên thì mẫu này sẽ 9 thì nhân với 3 thì là 27. Em có thể nghĩ đến cái chuyện là gì, đưa 3 ở bên trong này ra hoặc đưa 3 ở ngoài này vào căn để cho nó dễ xuất hiện cái hàng đẳng thức là 1 trừ 2A tất cả mũ 3 nhé. Căn bậc 3 của 1 trừ 2A tất cả mũ 3 thì chính bằng 1 trừ 2A. Được chưa? Cái động tác đó dễ quá cho nên là thầy không trình bày ở đây nữa. Thế nào? Đến đây thì mình sẽ làm gì tiếp? Cái này sẽ tương đương với x xì mũ 3 cộng với 2A trừ 1 nhân với x trừ đi 2A bằng 0. Mình nghĩ đến cách phân tích thành nhân tử dễ dàng nhẩm ra thuộc nghiệm là x bằng 1.
1 cộng với 2a trừ 1 trừ đi 2a thì có phải bằng 0 không? Có một nghiệm x bằng trừ 1 cho nên chúng ta nghĩ đến chắc chắn là nó sẽ có nhân tử chung là x trừ 1. Cho nên em đem cả cái đa thức của bế này chia cho x trừ 1 thì sẽ viết một cái phương trình này thành x trừ 1 nhân với căn bậc, xin lỗi, nhân với mở ngoặc x bình cộng x cộng 2a bằng 0. Biến nó thành cái phương trình tích. Khi mà về cái phương trình tích này rồi thì chúng ta lại chia làm hai trường hợp. Và trường hợp thứ nhất là gì? X trừ 1 tích của hai số bằng 0 là một trong hai cái bằng 0. X trừ 1 bằng 0 thì suy ra x bằng mấy? X bằng 1. Trường hợp thứ hai là x bình cộng với x cộng với 2a bằng 0. Đây là phương trình bậc 2 ẩn x tham số là a. Thì chúng ta sẽ có delta bằng gì? B bình phương tức là 1 trừ 4ac tức là trừ 8a. Nhưng mà nhớ là a lớn bằng 1 phần 8. Cho nên là 8a sẽ lớn bằng 1. Vậy thì 1 trừ 8a sẽ nhỏ bằng 0. Có thể cho nó chi tiết hơn là do a lớn hơn hoặc bằng 1 phần 8. Vậy thì để cho nó có nghiệm, a nhỏ bằng 0 thì a bằng 0 thì nó có nghiệm. Phải không? Còn a nhỏ không, delta xin lỗi thầy nói nhầm, delta nhỏ không thì nó có nghiệm, delta bằng không thì nó có nghiệm, còn delta nhỏ không thì nó vô nghiệm. Vậy đây chỉ xảy ra trường hợp là delta bằng không thôi. À, vậy thì suy ra là a phải bằng 1 phần 8. Mà khi a bằng 1 phần 8 thì x bằng cái gì? A bằng 1 phần 8 thì x sẽ bằng, thay a bằng 1 phần 8 vào đây thì x sẽ bằng 8a trừ 1 sẽ bằng 0, cả cái này sẽ bằng 0, cả cái này sẽ bằng 0. Thế thì nó sẽ bằng cái cụm này bằng 0 đúng không? Cái cụm này cũng bằng 0 đúng không? Rồi căn bậc 3 của cái này chỉ còn lại căn bậc 3 của a tức căn bậc 3 của 1 phần 8. Cộng với căn bậc 3 cũng của 1 phần gì? 8. Thế thì căn bậc 3 của 1 phần 8 cộng căn bậc thì bằng 1 phần 2 đúng không? 1 phần 2 cộng với 1 phần 2 là bằng mấy? Bằng 1. Đây là sao? Và đây là 2 sao? Thì chúng ta bảo là từ sao và 2 sao suy ra x bằng mấy? X bằng 1. Kết hợp cả hai trường hợp này thì x cũng chỉ thể có nghiệm là x bằng 1 mà thôi. X bằng 1 thì chứng tỏ là gì? X là số tự nhiên. Thế thôi. Đúng không? Nhá. Rồi. Thế là cái phương pháp mà lũy thừa hai vế để rút gọn cái biểu thức chưa căn. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở cái chủ đề này trong cái phần mà thầy chữa cái bài tập tự luyện nữa nhá. Bây giờ chúng ta tạm nghỉ trong ít phút đã.